Sau hat-trick của Cristiano Ronaldo vào lưới Tây Ban Nha, sự chú ý của người hâm mộ bóng đá đang đổ dồn về phía Lionel Messi. Argentina sẽ có trận đấu đầu tiên tại World Cup 2018 gặp Iceland. Trước trận đấu một tiếng đồng hồ, nhà báo, phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí đã đổ dồn về trung tâm báo chí tại sân Spartak ở Moscow, nước Nga. Trung tâm báo chí không còn một chỗ trống, các nhà báo, phóng viên phải ngồi tràn xuống cả nền để tác nghiệp. Nhìn quang cảnh này thì có lẽ không có gì phải bàn cãi về sức hút của Messi và Argentina tại kỳ World Cup lần này. Ronaldo đã ghi 3 bàn thắng, còn Messi thì sao? Hãy cùng chờ đón màn trình diễn của siêu sao Argentina trong trận đấu với Iceland vào lúc 20 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.